Cà chua là một loại rau củ có giá trị dinh dưỡng cao, được trồng phổ biến ở nhiều nơi và có thể dễ dàng chế biến với nhiều món ăn khác nhau. Thông thường, chúng ta vẫn thường biết tới về việc trồng cà chua trên đất. Tuy nhiên, rất khó để đảm bảo năng suất và chất lượng khi thu hoạch, nhất là vào mùa mưa. Và hiện nay, phương pháp trồng cà chua trong nhà màng, nhà lưới đã được triển khai. Đây được đánh giá là phương pháp trồng hiệu quả, cho năng suất cao, sản phẩm thu hoạch đạt tiêu chuẩn sạch và an toàn. Vậy trồng cà chua trong nhà lưới cần lưu ý những gì? Mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cà chua là giống đặc biệt mẫn cảm với thời tiết và sâu bệnh. Nếu gặp thời tiết bất lợi, cây sẽ phát sinh nhiều loại sâu bệnh phải kể đến như phấn trắng, sương mai. Khi gặp sâu bệnh hại, mẫu mã quả sẽ giảm, năng suất và chất lượng khi thu hoạch cũng không cao. Thực tế đã cho thấy, nếu vườn cà chua bị bệnh có thể khiến giảm tới 50% năng suất. Bên cạnh đó, chi phí cho việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng không hề nhỏ. Điều này sẽ gây hậu quả là mất an toàn thực phẩm. Với ưu điểm hạn chế được sâu bệnh hại, cây cà chua cho năng suất tốt, việc lựa chọn trồng cà chua trong nhà màng, nhà lưới đang được nhiều địa phương triển khai rộng rãi. Để trồng cà chua trong nhà màng, nhà lưới đạt hiệu quả cao, bà con cần lưu ý một số yêu cầu sau. Lựa chọn nhà màng. Nhà màng được thiết kế với hệ thống cửa áp mái cố định có rèm tre thông gió tự nhiên. Mái được lợp bằng màng polymer và vách xung quanh là các tấm lưới mắt cáo để chắn côn trùng gây hại. Về giống, lựa chọn cây giống khỏe mạnh, đồng đều, không dị hình, không bị dập nát, ngọn phát triển tốt, không có các biểu hiện nhiễm sâu bệnh. Cây giống khi trồng phải đạt tối thiểu số ngày gieo ươm từ 21 tới 25 ngày, chiều cao từ 10 tới 15 cm, số lá thật trên 3 lá. Chăm sóc. Tưới nước. Lúc cây còn nhỏ cần tưới 5 tới 6 lần, tránh tưới ẩm quá hoặc không đủ nước, đảm bảo ẩm độ cho đất từ 60 tới 70%. Khi cây cà chua ra hoa cần lượng nước nhiều hơn, đảm bảo ẩm độ đất từ 70 tới 80%. Treo dây. Treo dây cho cà chua kịp thời khi cây cao từ 20 tới 40 cm. Treo dây giúp cây phân bố đều trên luống, thuận tiện cho việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Tỉa cành lá. Nên tỉa bớt các lá chân, lá giả phía dưới đã chuyển sang màu vàng cho ruộng cà chua được thông thoáng. Chú ý phải tỉa nhánh đều đặn, tránh tình trạng nhánh quá lớn mới tỉa, làm cho cây mất chất dinh dưỡng nuôi quả. Phòng trừ sâu bệnh. Nhà lưới trồng cà chua hạn chế rất nhiều sâu bệnh hại, nhưng chú ý khi đi ra vào nhà lưới chăm sóc cà chua, phải đóng cửa, tránh sự xâm nhập của bướm và đẻ trứng. Phòng trừ bằng thuốc sinh học. Sử dụng các loại thuốc phòng trừ có tính tiếp xúc, mau phân hủy và có thời gian cách ly ngắn, đồng thời tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Thu hoạch và bảo quản. Khi quả cà chua có vỏ, quả căng, bóng láng chuyển từ xanh sang trắng xanh là quả đã chín, có thể bắt đầu thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong, tiến hành sơ chế và đưa đi tiêu thụ ngay hoặc đưa vào bảo quản trong điều kiện nhiệt độ mát.